sống thương yêu hòa bình. Về đây chung sống thương yêu hòa bình. Kính thưa quý bạn đạo, từ ngày 2 tháng 8 năm 1991 đến ngày 31 tháng 8 năm 2006, Đức Thầy Lương Sĩ Hằng Vĩ Kiên đã bỏ rất nhiều công sức để tự tay viết ra một bé tám bao gồm những câu hỏi, đáp và kệ của Đức Thầy với mục đích giúp bạn đạo giải tỏa tâm bệnh, phát triển tâm linh trên tinh thần thương yêu và xây dựng, giúp bạn đạo hiểu rõ hơn chính bản thân mình và hiểu thâm sâu hơn ý nghĩa của đạo pháp. Một bé tám đã được các thiền đường, thiền viện, trung tâm, trụ sở vô vi khắp năm châu sử dụng làm đề tài trao đổi tu học hàng tuần. Với ước mong gìn giữ và phổ biến một bé tám mà Đức Thầy đã khổ công viết ra đêm đêm trong suốt thời gian hơn 15 năm dài, với lòng chân thành tu học và ý nguyện đóng góp cho đạo pháp được duy trì bền vững, chúng tôi thành tâm đọc và phát hành một bé tám trên mạng YouTube để bạn đạo có thể nghe, theo dõi và cảm nhận được sự đóng góp lớn lao của Đức Thầy như bộ kinh sống để lại cho vô vi nói riêng và cho nhân loại nói chung. Xin thành tâm kính mời bạn đạo cùng theo dõi. Một bé tám năm 1993. Ngày 1 tháng 9 năm 1993. Hỏi: sự tiến hóa của mặt đất có giới hạn không? Đáp: thưa, sự tiến hóa của mặt đất theo sự quy định của âm dương sanh khắc mà tiến hóa theo giờ giấc và năm tháng. Ngược lại, người tu thiền thì có cơ hội tiến hóa kịp kỳ hơn người không tu, vì chấn động khai triển của phần hồn đối với người tu thực hành phù hợp và hòa tan với điển giới mà tiến hóa, lúc nào cũng hợp thời và văn minh hơn người không thực hành. Đêm đêm tu học, ngày ngày sám hối, thì ánh sáng tâm linh lại được khôi phục. Kệ: trì tâm tu học, sống vui hòa, điển giới chân tâm chẳng có xa. Lập hạnh cứu đời tâm tự thức, vui hành thanh tịnh, sống gần xa. Ngày 2 tháng 9 năm 1993. Hỏi: cuộc sống của bé như một giấc mộng. Hôm nay bé lại được sống trong một khung cảnh thiên nhiên yên ổn. Bé nghĩ sao về việc này? Đáp: thưa, sự bất ngờ là sự thật mà bé được hưởng là thanh tịnh. Bé không có cơ hội nào quên được đại bi thanh tịnh đã và đang ban chiếu cho bé mọi việc làm hướng về thanh tịnh. Đời đạo song tu thật là huyền diệu. Trì tâm hướng thượng, nơi nào cũng do đại bi chuyển hóa. Càng hiểu được lại càng nhớ đến biển yêu đại bi của trời Phật. Kệ: thương yêu sâu rộng thức hòa đồng, phân giải trọn lành chẳng ước mong. Phát triển chân hồn tâm tự thức, vui hành tâm giải chẳng còn mong. Ngày 3 tháng 9 năm 1993. Hỏi: hôm nay bé lại phải dời chỗ trở về chỗ cũ. Bé có mất ngủ không? Đáp: thưa, bé không có bị mất ngủ. Ngủ nhiều ít cũng xong, dậy sớm hay dậy trễ cũng đều có nhắm mắt nghỉ ngơi vài tiếng đồng hồ là đủ rồi. Bé cảm thấy lúc nào tâm của bé cũng thức cả,
rất dễ phục vụ theo nhu cầu cần thiết. Kệ, ra đi là việc cần làm trước, dù khó bao nhiêu cũng phải theo. Trời Phật ban ơn nay chấp nhận, muôn chiều phát triển phải chiều theo. Ngày 4 tháng 9 năm 1993, hỏi: người tu có cần theo dõi sự tiến bộ của vật chất hay không? Đáp: thưa, đời đạo song tu thì phải cần theo dõi sự kết hợp vật chất tiến hóa thì mới có cơ hội nhìn lại sự quân bình chính mình đã và đang đi đến đâu. Nhiên hậu mới phát triển được thức hòa đồng, cuộc sống đời đạo rõ rệt, cuối cùng cũng phải hợp nhất, điện năng tâm thức diệu tiến vạn linh tùy theo cơ duyên tiến hóa. Hỏi: cơ duyên là sao? Đáp: thưa, cơ duyên là từ cái không cảm thức cái có, từ cái có tiến hóa tới cái không, hai bên dẫn tiến và quan chiếu lẫn nhau, phối hợp thành nguyên lý vô sanh, cứ vậy mà tiến tới sự tốt đẹp và tròn trịa thanh nhẹ vô cùng. Kệ: tròn vo nguyên lý hai chiều tiến, thanh nhẹ vô cùng tự tiến xuyên, lực học ban thức khai trí đạo, đường đi mở rộng cảm giao liền. Ngày 5 tháng 9 năm 1993, hỏi: hôm nay Chúa Nhật, bé có cơ hội gặp nhiều người khác màu da, bé có ngại không? Đáp: thưa, bé không bao giờ ngại lúc gặp họ, tuy khác màu nhưng đồng chung một sự hiểu biết như nhau, qua cuộc bàn bạc rồi cũng sẽ thân thiện, không có gì trở ngại cả. Nụ cười trời ban đều chung vui cả, ai ai cũng muốn có cơ hội tiến thân thanh nhẹ. Kệ: chung vui trong quả địa cầu tiến, giải quyết tâm linh giải nỗi phiền, mê muội không còn tâm tự thức, khai thông trí tuệ chẳng buồn phiền. Ngày 6 tháng 9 năm 1993, hỏi: kết quả của cuộc họp mặt tại La Reunion ra sao? Đáp: thưa, kết quả của cuộc họp mặt rất vui, mọi người đều cảm hứng muốn tiến hóa, nhưng phải đóng góp một kỳ công thực hành tự thức, nhiên hậu mới có kết quả tốt đẹp ở tương lai. Chỉ có bỏ công thiền thì mới thấy được ánh sáng trong nội tâm. Kệ: thực hành kết quả tự mừng thầm, nhớ Phật tưởng trời khai mở tâm, Phật Pháp rõ ràng không chối cãi, vui hành tận độ đạt siêu âm. Ngày 7 tháng 9 năm 1993, hỏi: có nhiều người nói cơ cấu của vô vi không có trật tự, là sao? Đáp: thưa, nhiều người chê cơ cấu của vô vi không có trật tự là đúng. Đã nói là vô vi thì phải xem khả năng tiến hóa trong trật tự của tâm linh. Đối với người chịu thực hành thì cảm thấy có sự thương yêu và xây dựng. Ngược lại, người chưa thực hành đồng đều thì chỉ biết trách móc và không làm được việc gì. Vô vi là một cơ cấu phát tâm tự nhiên và hồn nhiên, không có sự sắp đặt từ trên ép xuống như người đời, chỉ đóng góp tùy khả năng đóng góp của hành giả mà thôi. Kệ: tự nhiên là luật của trời độ, thức giác bình tâm tự tiến vô, đóng góp một phần trong nội thức, tự tu tự tiến, niệm Nam Mô. Ngày 8 tháng 9 năm 1993, hỏi:
Nhiều người bị bệnh nặng trong nhà thương, điện thoại cầu cứu nơi bé, bé sẽ giúp cho họ được gì? Đáp: Thưa bé chỉ cầu xin sự ban chiếu của chư Phật cứu giúp họ tai qua nạn khỏi. Tùy theo định luật nhân quả của chính họ, có người được thoát nạn, có người cũng phải bó tay. Kệ: Nhân quả định luật khó đổi thay, tùy duyên tận độ giải đêm ngày. May ra thoát khỏi tùy duyên phước, cầu nguyện cho người sớm đổi thay. Ngày 9 tháng 9 năm 1993. Hỏi: Ở đời này có rất nhiều người không chấp nhận pháp của bé đang hành, tại sao? Đáp: Thưa pháp của bé đang hành không phải như món hàng bán ở chợ, muốn mua là mua, còn không thì thôi. Nó chẳng riêng cho ai, những người đã từng đau khổ nhiều kiếp mới bằng lòng lượm lấy mà hành. Nó cũng là dịp may trên đường tiến hóa của phần hồn. Cho nên, người nào tự bằng lòng nhận pháp này làm hành trang tiến hóa, thì suốt một kiếp người tự vượt qua biết bao nhiêu khổ nạn từ tâm lẫn thân, nhiên hậu mới có kết quả tốt đẹp cho phần hồn ở tương lai. Kệ: Thực hành chân pháp chuyển không sai, từ tí từ ly cứ tiến hoài, phối hợp điện năng cùng vũ trụ thanh bình tự đạt chẳng lầm sai. Ngày 10 tháng 9 năm 1993, hỏi: Hôm nay bé lại phải xa những người con yêu quý của bé, bé có buồn không? Đáp: Thưa bao nhiêu ngày nhớ nhung, nay đã được chung sống vài tuần cũng đủ khỏa lấp sự nhớ nhung. Bé phải ra đi để nối lại tình yêu thương ở nơi khác. Cứ luân lưu, nhắc nhở và chia sớt mối tình thiêng liêng quý báu của trời ban. Kệ: Rút ngắn đường đi được luận bàn, tràn đầy phương tiện vẫn bình an. Nhớ thương tái ngộ tình giao cảm, hạnh ngộ tràn đầy vẫn sáng ban. Ngày 11 tháng 9 năm 1993, hỏi: Một đêm dài bé không nhắm mắt, bé có mệt không? Đáp: Thưa bé được thanh tịnh trên không trung, cảm thức được óc của con người là vô cùng. Trên không vẫn thông thương, dưới biển cũng vậy. Trên lục địa cũng tận dụng và khai thác tùy theo nhu cầu. Khả năng của loài người thật sự mạnh mẽ và sáng suốt trong trật tự của nhân sinh. Nếu phần hồn chịu tham thiền tu tiến thì cả thế giới vui biết là bao. Sẽ không còn lo âu sự sống chết. Nhận luật tiến hóa, chung vui, hòa bình. Kệ: Chung vui cộng hưởng tâm linh tiến, giải khổ cùng vui giải nỗi phiền, tiến hóa điện năng cùng giải quyết, quân bình lực học sống an yên. Ngày 12 tháng 9 năm 1993, hỏi: Những người xưng danh tu mà không chịu thiền thì kết quả ra sao? Đáp: Thưa xưng danh tu vô vi mà không thiền được là nghiệp thân quá nặng, thì con ma lười biếng sẽ tràn ngập trong khối óc như xưa. Rồi dựa trên sự tiến hóa của người khác mà thuyết thì càng ngày càng yếu thêm, lạc đường tiến hóa, phần hồn sẽ khổ ở về sau. Kệ: Thực hành không có chẳng hành thông, lý luận chân tâm chẳng triển vòng.
tâm nghiệp tràn đầy trong khó tiếng, suốt đời nhộn nhịp vẫn cầu mong. Ngày 13 tháng 9 năm 1993, hỏi: những cảnh sanh ly tử biệt đau thương của gia đình thì phải làm sao? Đáp: thưa, cuộc thay đổi của nhân sinh lúc nào cũng xúc động. Gia đình lâm vào cảnh đau thương nhất, hồi tưởng nhớ thương những điều quá khứ, ôn tập một cuộc hành trình tạm bợ ở trần gian, rốt cuộc phần hồn cũng phải ra đi trong hy vọng, thương nhớ kỷ niệm của cuộc sống mà uổng tiếc, chỉ biết khóc thương mà thôi. Ngược lại, người thành tâm tu học thì lúc nào cũng vui và chấp nhận sự tiến hóa theo luật nhân quả mà hành sự. Kệ: luật trời quy định đường sanh tử, tự giác, tự tu rõ ý người. Tâm hạnh cuối cùng tâm thức giác, về không thanh nhẹ trí hồn tươi. Ngày 14 tháng 9 năm 1993, hỏi: mọi người đều muốn đạt được một việc cho chính mình, thì sao? Đáp: thưa, một việc cho mọi việc là chính tâm của mình chịu tu luyện nhiên hậu mới có cơ hội ảnh hưởng người khác. Khi ảnh hưởng được người khác thì mình mới thấy đã tự làm được một việc cho chính mình được thanh nhẹ. Đó là vị trí thiêng liêng, càng cố gắng tu thì càng được tiến. Ngược lại, lợi dụng tình thế mà lập địa vị và khắt khe đối với người khác thì tự hạ phẩm chất của chính mình, tạo thành một thói quen kỳ thị mà không hay. Luận tiền kiếp của người này, người nọ nhưng không sao thay đổi được luật nhân quả của trời đất. Càng hứa nhiều thì càng tạo rối cho chính mình, càng buông bỏ lại càng được thăng hoa thanh nhẹ. Kệ: thanh bần thanh nhẹ tâm khai rộng, thức giác hồn thiên chẳng bế bồng. Tiến hóa không ngừng trong thức giác, bình tâm học hỏi tự mình thông. Ngày 15 tháng 9 năm 1993, hỏi: người tu thiền lúc nào cũng mong được sự phù hộ của trời Phật, tại sao? Đáp: thưa, tu thiền dốc lòng tu không cần mong muốn, chuyên cần tu học sẽ được tương ngộ cùng trời Phật, phương pháp khứ trược lưu thanh, cuối cùng thanh sẽ được hòa với thanh là vậy. Kệ: trì tâm thực hiện pháp môn tu, giải bỏ trần tâm khỏi phải mù, quyết tâm thực hành nêu dũng chí, càng tu càng nhẹ chẳng còn ngu. Ngày 16 tháng 9 năm 1993, hỏi: có nhiều người thấy bé lúc này làm việc hơn trước, sợ bé bệnh và oán trách bạn đạo, thì sao? Đáp: thưa, có người tội nghiệp bé lớn tuổi rồi mà không được nghỉ ngơi, nay đây mai đó, không lúc nào yên thân cả, phục vụ bạn đạo quá nhiều, sợ bé bệnh, cho nên nóng lòng oán trách những người thiếu tu, cũng nằm trong tình thương, muốn cho bé được nghỉ ngơi, nhưng vì tình thương thúc đẩy bé càng ngày càng làm việc nhiều hơn. Kệ: cảm ơn tình bạn, muốn đền ơn, bé khổ nhưng không chớ giận hờn. Sâu rộng tình trời đang chiếu độ, bé hành thanh tịnh chuyển tình trời. Ngày 17 tháng 9 năm 1993, hỏi:
bé gặp bạn đạo khắp các nơi đều còn thắc mắc. Tại sao? Đáp: thưa, bản chất lười biếng của con người vẫn còn thì sự thắc mắc không bao giờ tiêu tan cả. Nếu hành giả chịu thực hành pháp môn đứng đắn thì sẽ không còn thắc mắc và hiếu kỳ nữa. Muốn gặp Phật tiên nhưng không chịu dấn thân làm Phật làm tiên thì lúc nào cũng còn phiền trách cả. Muốn trở thành Phật tiên đều phải hành khổ cả. Hòa tan trong khổ sẽ được dứt khoát và thanh tịnh. Chịu thực hành trong khổ thì mới có cơ hội quán thông chính mình hơn. Cho nên Thượng Đế ban cho loài người một cơ thể tự hành cho đến cùng. Lúc bệnh không thể tự cứu được mới chịu buông bỏ mà ra đi tiến hóa theo trình độ. Kệ: xác thân chuyển hóa trong chằng chịt, cúc mắt tràn đầy tự xét ghi. Trần trược không hành nan đạt pháp, thanh tịnh về không rõ đề thi. Ngày 18 tháng 9 năm 1993. Hỏi: những người gian tham thì sao? Đáp: thưa, ở đời này, những người gian tham ở trường hợp nào cũng lộ tánh tham, tự tạo thành một tập quán không tốt mà không hay, tương lai sẽ triền miên trong khổ của tâm lẫn thân, không thể giàu được, tâm linh nghèo nàn bẩn thỉu. Cho nên những người sống có trật tự, nhìn mặt đối phương biết tánh tình là vậy. Kệ: chuyện đời loạn động vẫn mê say, đau khổ triền miên hiện mỗi ngày. Dâm loạn chơn hồn không biết đạo, dở hay không biết tưởng là may. Ngày 19 tháng 9 năm 1993. Hỏi: người tu thích gặp người tu thanh tịnh thì sao? Đáp: thưa, người tu thích người tu lâu năm hơn mình và thanh tịnh là muốn được đối phương giúp đỡ tiến hóa nhanh hơn. Khi gặp nhau, phần hồn được nhắc nhở nhiều hơn, hớn hở và cảm thấy dễ chịu hơn. Ngược lại, gặp người tu lâu mà bực bội và khó chịu thì chiều sâu của người tu lâu chưa phát triển. Kệ: mặt mày áo mão thấy như hiền, ác ý vẫn còn chưa dứt yên. Tạo nghiệp còn mơ tâm chẳng thoát, ý đồ xâm nhập tạo lời khuyên. Ngày 20 tháng 9 năm 1993. Hỏi: bé đi xem triển lãm xe hơi tại Đức, có gì lạ không? Đáp: thưa, bé đi xem triển lãm xe hơi, có rất nhiều tiến bộ mới. Qua sự đua đòi và cạnh tranh của loài người, sản xuất càng ngày càng gọn hơn. Cũng nhờ sự vận dụng khối óc học hành tùy theo nhu cầu phục vụ của nhân sanh. Xa xưa cho đến ngày nay, ngựa không hơi, không chạy được. Mãi cho đến nay, xe không hơi, không điện, cũng không chạy được. Sự thay đổi là làm cho bề ngoài gọn ghẽ và đẹp mắt hơn. Còn sự bền bỉ và sanh tồn thì lúc nào cũng giới hạn trong định luật sanh trụ hoại diệt như xưa. Ngược lại, con người lại được Thượng Đế trang bị đầy đủ từ khối óc cho đến cơ thể đều tinh vi và trật tự hơn chiếc xe tại mặt đất. Hai bên cũng là phương tiện tạm cho phần hồn sử dụng. Con người chịu tu thiền sẽ cảm thức được chính mình rất hữu ích cho nhân sinh nếu chịu dấn thân tu học để tự hiểu được quyền năng phục vụ vô cùng của Thượng Đế.
chính loại người đang đại diện và phục vụ nhân sanh tùy theo khả năng sẵn có. Kệ, sống trong giới hạn thực hành tiến cảm thức trời cao chẳng có phiền, thanh tịnh nhiều đời trong tiến hóa thực hành phát triển rất an yên. Ngày 21 tháng 9 năm 1993, hỏi: hôm qua bé đi thăm bạn đạo mắc phải bệnh nan y, bé nghĩ sao về họ? Đáp: thưa bé rất cảm động, mọi người hướng tâm và trong thâm tâm của mọi người đều cầu nguyện cho họ ra đi bình an, là điều lành cho hành giả tiến hóa về luật tự nhiên của trời đất. Còn về phần bé thì bé chỉ nhắc nhở cho bệnh nhân biết rằng đời là tạm, không còn nung nấu sự mến tiếc. Khi xác đã bị hư hoại, chỉ có chú ý phần hồn mà ra đi, dứt khoát với tình đời, nhiên hậu mới mong được về xứ Phật mà học đạo. Kệ, hồn thức ra vô chẳng có sao, bình tâm tiến hóa tự về mau. Cảnh trần ô trượt không còn nữa, nhân quả luân hồi luật đổi trao. Ngày 22 tháng 9 năm 1993, hỏi: chết là hết, làm gì có luật nhân quả? Đáp: thưa, luật nhân quả có chứ. Nếu không có luật nhân quả, làm gì có khổ nạn ở ngày nay? Kiếp trước làm ác, kiếp này làm gì cũng khổ. Kiếp trước hiền từ, làm điều phước đức, thì kiếp này làm gì cũng được may mắn và tốt đẹp. Những người tự nhiên giàu có cũng không hiểu được tại sao họ lại giàu có hơn người khác. Còn những người cướp giật của người khác mà làm giàu thì kiếp này lên một hồi rồi cũng trắng tay. Không biết làm điều phước thiện, con cháu bị khổ nạn triền miên, báo ứng nhãn tiền không sai. Lúc chết, phần hồn phải bị đọa làm cầm thú, không được bảo vệ như lúc làm người. Kệ, tiền tình duyên nghiệp chẳng ra sao, khổ cảnh triền miên tự bước vào, trí óc không còn tu tự giác, triền miên loạn động chẳng còn cao. Ngày 23 tháng 9 năm 1993, hỏi: làm người thích lo về sự sống chết, tại sao? Đáp: thưa, những gì người không biết lại thích biết, như chừng nào có sự hiện diện tại mặt đất này thì không hay biết gì, chừng nào chết cũng không hay, dù cho bói toán giỏi cách mấy cũng vậy thôi. Có sự sống ở giới nào hay giới đó thôi. Sống là sự quân bình thanh nhẹ, thì phải thật tâm, thật lòng hướng về sự quân bình thanh nhẹ, thì sự chết chóc nặng trược sẽ không lấn áp được. Vui là thanh nhẹ, buồn là nặng trược. Kệ, sống thời sống tạm quy không tiến, chẳng có buồn vui, chẳng có phiền. Ai quý ai chê tùy cảm thức, duyên lành trời độ vẫn an yên. Ngày 24 tháng 9 năm 1993, hỏi: trời độ chỗ nào? Đáp: thưa, những chuyện chúng ta không ngờ trước được, việc trời độ không thể dùng tâm phàm nghĩ bàn được, hoàn cảnh đưa đến đâu, chấp nhận đến đó là đúng. Kệ, tình trời lớn rộng bao dung độ, không có có không chuyển thức vô, đón nhận trời ban tình tốt đẹp, an vui thanh tịnh niệm Nam Mô. Ngày 25 tháng 9 năm 1993,
Hỏi: có người mưu tính trước mà có kết quả thì sao? Đáp: thưa, có người mưu tính trước mà đạt được cũng do duyên phước trời định mà có. Cho nên ở đời này ai ai cũng muốn làm vua nhưng không thành. Ngược lại, người tu thiền xuất hồn được thì mới thấy rõ chính phần hồn là vua của tiểu thiên địa, chủ của xác phàm, đủ quyền năng điều khiển vía và lục căn lục trần. Kệ: hồn là gia chủ giáo sanh linh, hội tụ thanh quan sáng tỏ hình, xuất nhập điều hành nơi cõi thế, về không thanh nhẹ lại càng minh. Ngày 26 tháng 9 năm 1993. Hỏi: bậc lãnh đạo quốc gia cần phải tu không? Đáp: thưa, bậc lãnh đạo quốc gia cần phải tu thiền để tự ổn định tâm thân, phục vụ nhân dân trong trật tự và sáng suốt, biết tôn trọng quyền sống của con người, quốc gia sẽ được giàu mạnh hơn, dân sẽ noi theo hạnh đức ấy mà phát triển nền tảng đạo đức, rất dễ ban giao với các quốc gia bạn trong quả địa cầu, trong mục đích phát triển chung vui hòa bình. Kệ: nhiễm ô tiêu diệt trí thông minh, thực hiện thâm cao giải tỏa trình, quý trọng nhân sinh đều được giải, tham thiền thức giác lại càng minh. Ngày 27 tháng 9 năm 1993. Hỏi: hôm nay bé về thiền viện, mọi người đều vui, tại sao? Đáp: thưa, những người thực tâm chịu thiền và hướng thượng đều vui cả, chung một đường tiến hóa và tự giải thông, phối hợp thành một biển yêu thanh nhẹ, cho nên mọi người muốn giữ bé ở lại lâu hơn thay vì đã quy định. Người chịu tu thiền mới có tình thương đậm đà hơn người thường. Kệ: tu chung phát triển tình chân thật, tiến hóa không ngừng định giác minh. Thanh đẹp trời ban tình quyến luyến, nhớ thương trời Phật quý thân mình. Ngày 28 tháng 9 năm 1993. Hỏi: dịp may hiếm có là sao? Đáp: thưa, dịp may hiếm có là ít có dịp được tham gia tu thiền. Tu thiền rất hữu ích cho cơ tạng như tâm linh, được tiến hóa qua một cõi thanh nhẹ hơn, làm người chỉ rước sự động loạn của ngoại cảnh, không có cơ hội giải ra sự động loạn, rất khó định. Chỉ có tu thiền mới khôi phục lại sự thanh tịnh của phần hồn, dịp may mới thấy được cảnh cũ, quê xưa của hồn. Kệ: vui trong thức giác dịp sanh tồn, hồn vía phân minh chẳng ác ôn, tiến hóa không ngừng trong tự thức, duyên may tái hội vẫn sanh tồn. Ngày 29 tháng 9 năm 1993. Hỏi: duyên tình lận đận thì phải làm sao? Đáp: thưa, duyên tình lận đận thì phải dứt khoát thì mới có cơ hội tu tiến về phần tâm linh. Nếu không chịu dứt khoát thì suốt kiếp chẳng tu đến đâu cả, chỉ có hại đến tâm thân, cuối cùng là khổ mà thôi, đắm chìm trong dục vọng và không lối thoát. Kệ: trầm mình trong cõi vô minh động, khó khổ không hay tự tréo trồng, dính líu tình đời càng tạo khổ, chân tình không phát chạy lòng vòng. Ngày 30 tháng 9 năm 1993.
hỏi con người đang sống trong lòng chảo của ông trời làm sao không chạy lòng vòng được. Đáp: thưa, nguyên lý của vạn linh đều tròn trịa tốt đẹp cả, bắt buộc phải chạy lòng vòng theo chiều hướng phát triển của tâm linh. Ngược lại, người tu thì chỉ tự chọn có một con đường thăng hoa thanh nhẹ về trời thì mới cảm thức được siêu văn minh là gì. Người đời thì bắt buộc phải theo chấn động của vũ trụ quan mà sống, rất sợ mất ánh sáng của mặt trời và mặt trăng. Không sao biết được sự phát triển của ánh sáng từ bi sẵn có trong nội tâm thì lúc nào cũng khao khát chân lý là vậy. Kỳ thật, chịu thật thà tu tiến thì lãnh vực tâm linh sẽ phát triển và sẽ có cơ hội cộng hưởng sự tương giao với thanh quang ban chiếu bởi ánh sáng từ bi của chư Phật. Kệ: thực tâm thanh tịnh niệm Nam Mô, giải mở trần tâm tự thức vô. Nguyên lý cộng hành tâm tự thức, duyên trời duyên Phật, dẹp sân nồ. Chúng ta vừa cùng nhau đọc xong 31 câu hỏi, đáp và kệ của Đức Thầy trong mục bé 8. Mời quý bạn đạo đón xem phần kế tiếp trong video lần sau. Xin chân thành cảm ơn. Trong thương yêu hòa bình, về đây chung sống thương yêu hòa bình.